Xin chào tất cả quý cô chú anh chị của các bạn đã trở lại video tiếp theo của hai anh em cuộc phiêu lưu trong rừng thứ hai. Giờ này đã gần 3 giờ sáng ấy, cậu Nguồn thì đang ngủ. Hiếu tỉnh dậy lúc hơn 2 giờ. Có bữa sáng rồi cậu nhỉ? Không đếm nữa. Không đếm nữa, anh em có bữa sáng rồi đi về nhà gỡ thôi. Ui trời ơi, cá cái cá suối đã chưa? Ui nhìn cá nó đã thật nha. Đặc sản cá suối nha. Nhìn cái màu này thôi là mình đã thích rồi này. Đúng rồi. Màu đen đen đấy. Đen này rất là nó ở dưới đá, nước trong nó màu đen cả nhà. Đây này. Anh em mình đang nấu cơm mà nó bò xuống này. Nó bay xuống nó rụng cánh này, nó bò này, kinh không? Ui trời ơi trời. Lần đầu tiên trong rừng đi gặp như này luôn á. Này mua này. Ôi, ăn đi. Cảm ơn nhá. Thế nào? Mời cả nhà nhé. Có miếng cá suối này. Miếng rau này cậu này. Miếng cá này, cái da nó ăn rất là ngon cậu ơi, cái da lắm. Quá trình anh em chuẩn bị đồ đạc trước lúc lên đường. Này đi dài ngày nên phải mang hai cái bộ lao động. Cái này anh em đi sẽ mang nhiều đồ, mang thêm xong đồ, túi ngủ, mang một cái túi ngủ, một cái chăn. Không biết là khi nào mới về đấy. Bên đây là ba lô của Hiếu, thiết bị tất cả thật là thiết bị máy quay. Còn lấy cam, chân quay, đèn, ở trong này là pin, các thứ, thuốc, dao, xong nồi. Qua rừng sẽ đi qua cái cầu treo, qua con sông Poco nhé cả nhà. Đấy là con sông. Sông Poco à? Poco là tiếng của người Con Tum này. À. Còn bên chỗ Buôn ở đây thì họ sẽ gọi là cái sông Đắc Rong. Sông Đắc Rong. Đắc Rong mùa xuân về đó. À. Cầu này thì chỉ đi được một xe thôi, chỉ lọt được một xe nên là có người đi bên mình phải chờ. Khi nào họ qua hết thì mình mới qua được nhé cả nhà. Để đi hai làn xe được.
tớ đang quay video bị rơi máy cái chỗ này luôn. Khó, cái đường này khó lên cả nhà. Máy có bị sao không? Không sao, nó bụi thôi. Rồi cậu lên đi. Ôi, hai người không lên được. Kiểu này mới đi được. Còn mình đây này. Xe này xe cùi bắp này. Cùi bắp này không chơi được. Cúp 50 thôi. Hiện tại anh em đang lên đến đỉnh sườn. Sườn của một quả đồi. Và cả nhà có thể nhìn trông ra xa là dòng sông Poco, hay còn gọi là sông Đắk Rong. Đắk Rong. Ở đây chủ yếu người dân sống bằng cuộc sống là làm rẫy, trồng mì và cây bời lời. Nhìn những quả đồi rất là hùng vĩ luôn. Dòng sông này. Tớ đố cậu thấy nhà của tớ ở đâu đấy? Bây giờ à? Tớ nhớ nhà của cậu hình như là trong cái đám cao su kia kìa. Đúng không? Cái cột điện đó. À đúng rồi. Trong cái đám cao su xa kia là nhà muôn. Dừng xe ở đây và có đi bộ xuống không? Mình đi đường này hả? Bây giờ anh em sẽ lên đường này nên là mình sẽ bây giờ anh em sẽ bay phải lấy cam cho cả nhà ngắm khung cảnh ở đây một chút. Sâu mấy trăm mét mà từ đây lên đó. À. Đây là chắc là 200 mét từ mình đứng đây xuống. Từ đây xuống 200 mét không? Được chứ. À. Bây giờ mình bay phải lấy cam thử. Nhìn nó vực thế này mà. Ờ. À. Vực sâu lắm ấy nhỉ. Anh em tính là băng xe lên cái con đường đây và đi qua đoạn bên kia nhưng mà không đi được. Muốn đi thử trước nhưng mà không được. Không thể qua được hả? Không qua được. Nãy giờ anh em đi thì cũng đến được nơi một cái chòi của dân. Đây là cái rẫy của họ. Anh em cũng vừa cho đồ đạc xuống để chuẩn bị hành trang lên rừng. Lần này thì anh em mang theo nhiều đồ, dụng cụ. 30kg này. Đúng rồi, mỗi cái ba lô tầm 30kg, một cái lều và đem theo một chút đồ ăn, dụng cụ máy móc. Bây giờ anh em sẽ băng theo con đường này, trên đỉnh này, leo qua theo cái sườn đấy và đi viền qua đến cái đỉnh cao chóp ở bên kia cả nhà, đỉnh chóp ở bên kia kìa. Đó, hành trình đi qua đấy bây giờ là gần 11 giờ trưa, vậy là anh em mất một buổi sáng để đi lên tới đây. Xong rồi đi đến nơi thì không biết khoảng tầm mấy tiếng nữa. Nãy muốn nói 2 tiếng rưỡi nhưng mà theo hiếu nghĩ thì với đồ đạc như thế này anh em chưa biết được. Chưa biết được bao lâu cả nhà. Thôi bây giờ anh em tiếp tục hành trình nhé. Cậu có thể phát biểu cảm nghĩ khi mà cậu đi vào rừng lúc giữa trưa không cậu ơi? Tớ cảm thấy là nó rất là phê luôn. Rồi, mời cả nhà cùng tiếp tục đồng hành với anh em trong cuộc hành trình lần này nhé. Trên đường đi thì anh em phát hiện một chú chim hồng tước đang xây tổ. Không biết là đã có con chưa? Tổ nó trên ngọn đấy. Có con chưa cậu ơi? Đấy, cái tổ nó ngọn nhỏ là tớ bảo rồi. Con tổ đâu? Nó hiếm thấy lắm nhỉ. Nó nhỏ bằng, nó vừa để vừa quả trứng của nó thôi. Cho ăn xong rồi đó. Đây nó leo lên. Đây là kiểu chiếc chim này. Ôi, đấy. Đó, tổ ở đó luôn đấy. Cậu thấy cái tổ chưa? Tôi thấy nên cho ăn này. Nó đang cho ăn này. Ừ. Cho con lớn chưa? Chưa biết. Hai thằng ở dưới đất mà. Chắc phải cách khoảng tầm 50 mét. Bắt đầu bước chân vào rừng rồi nhé cả nhà.
Ở đây mới chỉ là mé rừng thôi. Cố lên bạn ơi. Nặng không? Nói chung thì cũng nặng bằng. Chuyến này anh em đi lâu ngày nên là mang theo đồ khá nhiều. Càng đi nó càng nặng nhỉ? Cái ba lô càng đi nó càng to ra. Nó càng nặng, nó càng tăng cân lên. Người thì càng giảm. Người thì giảm cân, ba lô thì tăng cân. Hả? Có cả rau đắng luôn. Có luôn hả? Có rau đắng đây nha, mình ăn mì nha. Nấu mì luôn. Ê, nấu mì rau đắng. Ồ. Đây là trạm dừng chân. Mệt lắm rồi thật sự. Con đường này đến lúc mình về cũng đuối đấy. Đi nó vừa dốc, vừa lên dốc vừa xuống dốc. Chứ không phải là lúc anh em mình đi là nó dốc không. Tức là nó đồng đều. Lúc đi mệt thì lúc về cũng mệt. Chứ không phải là chưa tính là anh em mình lấy được thực hiện nhiều hay ít nữa, đúng không? Đầu tiên thì xin dàng miếng nước trong bình nhá, xin dàng miếng nước ở trong bình. Mời cả nhà dùng nước với anh em nhé. Nước quý hơn vàng. Cái này mấy chỗ đường nước có nước ngon rồi đó. Đúng, nước trong, nước sạch, không có một chút cặn luôn à. Đúng rồi. Không giống như cái suối to hôm mình đi, nước nó không được trong lắm. Quanh đây cũng có cái lá cây này. Cây này cũng ăn được. Đó, vậy là mình sẽ chịu khó kiếm chút rau rừng thôi. Mà cũng có bữa ăn. Anh em mình sẽ cho một cái bữa rau thập cẩm. Nước sôi, mình sẽ bỏ rau vào. Rau vào cho nó không bị sống rau. Lá chua, lá trắng đầy đủ luôn. Trong đường mà như thế này mình thấy rồi, sự gọi là sức sức sống của nó là bắt đầu là đổi dậy rồi, muốn đi rừng rồi. Bây giờ mình đã nghĩ tới quả đồi thứ ba để mình băng qua bằng hai gói mì tôm. Này thì cậu muôn cậu có mang theo hai cái bát. Rồi mời cả nhà cùng thử bữa với mì với anh em nhé. Rau rừng vừa chín tới luôn. Đó, chả cả đi. Chín tới là mình cũng phải tới luôn. Mình cũng chơi tới bến luôn. Rồi anh em mình cùng ăn nhé. Mỗi người hai bát này là có sức leo rồi đấy. Rồi anh em Hiếu mời tất cả cô chú anh chị cũng các bạn dùng mì nhé. Ăn tạm gói mì gói, anh em cũng đưa đi mỗi người 3 gói mì. Thì chắc anh em chuyến này sẽ đi khoảng tầm cũng hơn một tuần, tầm 10 ngày. Anh em cứ đi một lần là phải đi tầm đấy cả nhà. Bởi vì đã cất công đi một ngày mới vào tới rừng rồi. Vào tới nơi là anh em còn chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở xong rồi. Mà cái phải dạo quanh cái khu đấy có những cái gì để anh em còn tìm kiếm xong rồi bắt đầu mới dựng cái vị trí đấy nhé. Bây giờ là hơn 2 giờ rồi, 2 giờ rưỡi rồi. Mà lúc anh em mình xuất phát là lúc 8 giờ đúng không? 8 giờ. Cơm nước xong nhà. 8 giờ xuất phát. Là đi mà tới giờ bắt đầu 2 rưỡi mới vào, mới qua rừng được một chút thôi. Bây giờ mới qua được suối đầu tiên này. Cái này vẫn chưa tới một nửa đâu. Chưa tới một nửa, chỉ tới 1/3 thôi. Tiếp tục anh em sẽ còn hành trình xa nữa. Rồi mời cả nhà cùng dùng với anh em nhé. Ngon lắm bạn ạ. Ngon không? Ăn nhiều vào cho có sức. Có là mấy lá nó chua nhưng mà nó cũng không chua mấy, đúng không? Chắc là do nó tổng hợp quá. Có chua có đắng ở đây. Ăn cái nào trúng cái chua thì vẫn chua. Nhưng mà nước nó không có mùi gọi là của chua hoặc của đắng luôn. Nó đắng vẫn đắng mà. Nó mất đi cái vị mì rồi nha, không nghe tới cái mùi của mì nữa.
tự nhiên cậu lại đến cậu đậu vào tay tớ đấy. Chắc là cậu lấy mồ hôi cậu ơi. Này, nó tới nó lấy mồ hôi cả nhà. Này, cái bàn chân của nó khều này. Không, nó lấy mồ hôi nha. Nó gấp này cậu ơi, nó gấp này. Đấy, lần đầu tiên mình thấy con bướm nó tới nó gấp mồ hôi ngay tay của mình luôn đấy. Này. Cậu này lì nhỉ. Rồi sau khi ăn uống xong tặng gói mì thì anh em tiếp tục hành trình lên đường. Bây giờ thì cũng gần 3 giờ rồi. Anh em đang bắt đầu băng qua đến trong phía trong rừng rồi đấy cả nhà. Bắt đầu là chúng ta sẽ qua suối, một con suối này chúng ta sẽ đến rừng già này. Cái rừng gió đặc biệt của cái cây này khi nó nở hoa ra cái nước này này. Cái nước này dùng để làm dầu gội đầu được cái cậu ơi. Ừ, nó dùng để gội đầu rất là mềm mượt tóc này. Cái riêng gió hoa của nó đây. Nó đi rừng anh em mình mà không có dầu gội thì dùng cái này làm dầu gội được này. À, bóp của cái nước của nó ra đây cả nhà này. Đó, nước của nó ra nó nhớt nha. Khi mà nó nở ra rồi nước nhiều lắm. Đúng rồi. Nó rễ nó oằn oằn như cái ruột gà, gọi là rễ ruột gà đấy. Đúng rồi, chuẩn rồi đó. Anh em đang thử đào thôi. Oằn oằn đây này. Rồi. Đây, đúng rồi. Để bứt lên nhá. Chuẩn này. Rễ và kích rừng này cả nhà. Không phải cái này. Không phải rễ đây đâu. Không phải. Đây này. Đây mới gọi là rễ của nó cả nhà này. Bắc kích này. Đó. Rễ của nó to, nó mập cái cậu ơi. Này bắc kích trắng này cậu ơi, bắc kích trắng. Này bắc kích trắng à. Này bắc kích trắng nha, ruột gà. Nhổ lên thử coi có cái nhện củ nó to. Bắc kích tím là cái lá của nó đỏ đỏ. Này là bắc kích trắng cả nhà. Ba cái trắng này thì nó không có tốt bằng ba cái tím này. Nó cũng này là ba cái trắng cậu ơi, ba cái trắng. Đây cũng là một cây móc câu hay còn gọi là cây câu đằng. Câu đằng mình dễ phân biệt nó là do nó có móc câu. Có này. Cái móc câu. Đó. Nó là dùng toàn thân nha. Câu đằng. Chứa các cái bệnh về phong thấp. Lá rễ là dùng được hết. Đúng rồi, nó dùng nhưng mà tốt hơn thì vẫn là rễ. Phần rễ thì nó vẫn là tốt hơn. Chữa về các bệnh phong thấp này. Co giật các thứ. Anh em mình đã bắt đầu đặt chân đến rừng già rồi nhé. Ở đây thì mép suối nên vẫn còn có nước. Nhưng mà ở dưới đây thì cả nhà xuống cùng chiêm ngưỡng cái con suối này. Mình nghĩ là con suối này anh em sẽ có nguồn thức ăn đấy. Ủ đá sỏi này. Con suối này chảy bên Lào về à cậu ơi? Suối này. Không, nó chảy từ dưới đồi Ngọc Linh. Ngọc Linh. À cái suối này bắt nguồn từ ngọn núi Ngọc Linh nhé. Sâm Ngọc Linh ấy cả nhà. Sâm Ngọc Linh nhé. Sâm đá Ngọc Linh đấy. Ui chà, con suối này thì tuyệt vời luôn. Nước này, to này, êm đềm chứ không có ồn nào. Nghe cái tiếng suối nó nhỉ, cậu nhỉ? Ui chà, anh em mình đã đến được một cái đúng. Bây giờ mình qua cái bãi đá kia mình review cho cả nhà xem cái coi cậu ơi. Qua chứ, tới chỗ qua rồi này. Ui trời ơi. Cuối cùng thì anh em đã đến được rừng già. Ở đây thì suốt ngày chim cảnh hót. Đây bây giờ một lát thì Hiếu sẽ bay flycam cho cả nhà xem cảnh ở đây. Nó tuyệt vời đến cái mức nào nhé. Ui, nước mạnh đấy cậu nha. Thấy như thế này chứ nó không cạn đâu. Ô. Nước trong thì nó thường không cạn lắm. Này bây giờ cậu cầm đi để tớ thắt cái quần cái. Mình nhìn nó trong như thế này thôi nhưng mà nó không cạn đâu. Thôi bây giờ mình đi. Mình đi lên mép này đi. Đâu? Mép này lên. Mình đi lên mà. Mình cứ đi dọc cái bờ suối này lên. Có cá. Không? Có cá nhỏ, cá to. Có. Đây nó đang chạy này. Cá nhiều đấy. Không phải nó chạy đâu nhỉ, mình phải gọi nó đang bơi chứ. Ôi. Gặp mình nó cũng chạy hết hồn. Ôi, suối ở đây nha. Bên kia cậu nhìn một cái bãi đá thì tuyệt vời chưa? Bãi đá trắng, bãi đá. Đấy. Mình thích những cái chỗ như thế này. Có gì đấy, nong nọc à? Đây nong nọc nhỏ này, chắc có ít. Có nong nọc là có ít rồi đó. Nong nọc là có ít. Thôi, đây thì chỗ này thì chín quá đỉnh luôn. Cái này anh em mình đã xuống được cái khu mà ở giữa mà cái khu rừng mà lúc đầu anh em mình chỉ cho cả nhà xem chưa? Đây, cái cây to nhá. Cây to, mình thấy lan trên nhiều lắm cậu ơi. Cây này thì lan gì? Lan đầy luôn. Toàn lan bu không? Toàn lan kìa.
cả lan cả huệ luôn đấy. Lan huệ đều có. Không biết có oan hằng gì, hoa gì trên à, hoa có rồi chứ. Sâu không? Cẩn thận nhá. Trời ơi, ướt hết đồ đấy. Máy móc ra cả trong, mình phải đi trước nhá. Nhìn nước nó chảy xiết chưa cả nhà. Chỗ này nó cũng không nước lớn nhưng mà nó sợ nó trơn. Được cao ơi, được. Được hả? Được. Ok rồi. Làm cho là phù hộ. Thì chỗ này là không bị ướt. Không sao đâu, đi. Cây này chắc mà nó bị gãy đây này xuống. Chỗ này nước mạnh nó chảy xiết này. Một chân bước qua trước. Đúng rồi. Ôi giời ơi, Giàng ơi. Giàng có cái đầu đẹp quá. Cây này đá chưa? Hả? Cây đó. Cây gì? Không có cành luôn, trên nên như một cái cột. Cái trám đấy cậu. Cái trám đấy. Cái trám mà nó thường như vậy. Nhìn nó thẳng thật đấy. Qua anh em tìm cái chỗ để qua đêm tối nay đã cả nhà. Càng đi lên phong cảnh càng đẹp. Suối nước ấy. Thác luôn ấy. Chảy ầm ầm luôn. Ở dưới này thì mình nghĩ là chắc là có cá to này. Anh em mình sẽ đi theo men theo bờ nhé. Rất là đẹp luôn. Ở đấy thì nước chảy rất là mạnh nhá. Chảy xiết luôn đấy cả nhà. Mà mọi người rơi xuống đấy là không thể tay kịp. Có một cành cây rơi xuống. Lan này thì nó không phải là lan quý lắm. May có mấy cái dây này bám đấy. Đó, cái dây cái gì này, cái si hả? Hay cái giờ không biết, bây giờ sắp tối rồi mà anh em vẫn chưa tới nơi được cả nhà. Chắc là anh em mình sẽ lên xem chỗ này gần gần đâu đây nghỉ đấy cậu ấy. Đúng rồi, tối rồi đấy. Giờ này là gần 5 giờ. Thế thì lên đây nhá. Cái ngay gần cái đám cuối bên này không được. Tạm thời là anh em sẽ bới bằng một cái đám cát này để mình dựng lều ở đây cả nhà. Ôi trứng này. Ôi đây nữa cậu ơi, đây. trứng này là trứng của con kỳ nhau của cả nhà. Đấy, cậu bới từ từ là có trứng của nó, này. Không tròn đẹp đâu. Đây là trứng bò sát, rắn nó cũng đẻ như vậy phải không bạn ơi? Rắn nó không ít đẻ dưới cát. Nó ở trên rùa với các thứ là nó đều đẻ đây nhỉ? Nó ở bướt, chỗ nào nó ở bướt rắn đi. Đúng không? Hả? Rùa với lại mấy con kỳ nhông á, nó sẽ xuống nó đẻ dưới đất này. Mình bới ra cho nó bằng. Đó ra này. Đây thì phải nói là phong cảnh nó tuyệt đẹp luôn cả nhà ơi. Xanh mướt, một màu xanh này. Bên kia một cái đám cây vọt, cây dương xỉ. Nhưng mà cái dòng đấy là cái cây cứng này. Thân nó quay tăm, nó cứng, rừng đẹp. Cậu biết là cái dòng này tớ lấy làm gì không?
Tớ ở quê tớ hay bứt nó để làm hành, củ hành nhé. Còn tớ gọi là cái vọt. Mình thường hay lấy cái ruột nó ra làm cái lồng này để vít cái điều cần đó. Lồng chim. Làm lồng chim cũng được. Cái này làm hút điều cần bằng cái này này. Hút điều cần hoặc là làm lồng chim cũng đẹp. Kia cả nhà xem cái cây đám cây mà có những cái tán của cây giang ấy. Cây đó cây giang cây lị nó bám leo lên những cái ngọn cây luôn. Rừng ở đây thì nói là tuyệt đẹp luôn. Khung cảnh suối thì nó chảy cũng không quá mạnh, nó chảy êm đềm. Trước anh em là một cái vũng nước. Cái này một bãi đá. Nhà cái phương Tây ấy như não ý nhỉ. Đẹp thật, khung cảnh đây tuyệt vời luôn. Ôi chà, êm lắm cậu ơi. Được không? Êm lắm. Quá êm. Quá là sướng luôn. Cái này ngủ quá đá luôn. Xong rồi đúng không? Từ để mình đoạn cái này vào đó. Cũng đá lâu rồi, Hiếu mới sử dụng lại chiếc lều này. Cái lều này Hiếu rất là thích luôn. Nó đưa đi rừng thì cũng được, nhưng mà có cái là nhiều khi anh em mang vác đi nó cồng kềnh, nó kiểu nó vướng cả nhà. Bởi vì anh em đi đào dược liệu nó, nên là đợt này thì Hiếu nói thôi cố gắng anh em đem đi để mình đỡ phải dựng trại nhé. Thì tới đâu mình có thể là ngủ ở đó và căng cái lều này lên, hai anh em thoải mái luôn. Cái lều này mình có thể ngủ được 3 người luôn, rất là rộng rãi luôn. Bây giờ cũng gần 6 giờ tối. Môn thì đang lấy một cái túi cá ra đây. Đây cả nhà, Hiếu cũng chia sẻ với cả nhà, đây là túi cá sặc rằng của một người chị ở trong Sài Gòn gửi ra cho Hiếu, chị Lệ. Em xin phép được nhắc tên chị Lệ nhé. Cảm ơn chị Lệ rất là nhiều. Chúc cho chị Lệ và gia đình luôn mạnh khỏe nhé. Và mãi ủng hộ hai anh em. Gia đình chị Lệ luôn ủng hộ kênh của Hiếu này. Vừa rồi thì chị Lệ có gọi Hiếu là gửi cho Hiếu một ít cá này. Và cũng cảm ơn chị Lệ rất nhiều nhá, đã quan tâm tới hai anh em. Hai anh em lấy cái này để làm động lực, hy vọng là sẽ đem được những cái video thật là thú vị cho mọi người cùng trải nghiệm con cuộc sinh tồn trong rừng của hai anh em nhé. Rất là cảm ơn chị luôn. Thì tối nay thì hai anh em cũng chưa tìm được món gì đâu cả nhà. Thì sẵn đây anh em sẽ thưởng thức cái món cá khô một nắng nhá. Đây là cá sặc đấy các bạn. À, cá sặc. Mình kêu là cá khô sặc, ở trong miền Nam mới có. Cá khô sặc. Cá sặc ấy, mình kêu thịt cá nhiều khô, khô cá sặc thịt nhiều lắm. Bây giờ mình lấy mấy con, xong là còn nữa mình sẽ tối nay mình sẽ hun khói bạn ơi, mình sẽ chứ cá bỏ. Này không để lâu được, ở nhà có tủ lạnh thì mình để được lâu. Đó, chị Lệ gửi cho Hiếu là Hiếu nói cho Hiếu xin một ký đó, mình chị Lệ chắc là gửi cho Hiếu khoảng tầm không biết mấy ký chứ hai túi như vậy. Túi này cậu xem có hơn một ký không? Hơn chứ. Hơn hả? Hai túi. Thì Hiếu đang để ở nhà một túi và một túi đem vào để anh em đi rừng sẵn mang theo để ăn. Thì cái này nó cũng mới khô một nắng thôi, nên là anh em một lát sẽ phải xiên que mình hun khói cho nó khô dần đi nhé, chứ không để được lâu. Và bây giờ anh em mình sẽ làm bữa tối bằng cái món này nhé. Mua này, mấy cái quả trứng này mình sẽ đưa đi ấp cho nó đấy nha. Hả? Ấp đi nhỉ, mình không lấy đâu nhá. Đây, anh em mình lấy đến đây mua, anh em mình bới cái này. Cái này thì theo kinh nghiệm của mua thì bảo đây là trứng của con
Vì tôm ấy cả nhà. Vì nhông, vì tôm. Đây này, mình sẽ bới ra sau này này. Trứng nó cũng nhỏ thôi, bằng trứng bằng đầu ngón tay của mình ấy. Nó sẽ ấp vào như này cả nhà này. Mình sẽ bới trong này đi, lỡ mai mình đi ấy, nó bị dập vỡ, để mai mốt nó còn sinh sôi nảy nở. Đó, ô chỗ này này. Phải nói khung cảnh ở đây về chiều và sáng mai thì Hiếu nghĩ rất là đẹp luôn. Ở đây cây cối thì còn hoang sơ. Hiếu cũng vừa bay và lấy cam cho cả nhà xem ấy. Quanh đây toàn là rừng già thôi. Và cái con suối này nó ngoằn ngoèo rất là đẹp. Nguồn nước này, trong xanh luôn. Nhìn thấy đáy luôn, thấy đá luôn cả nhà. Nhìn thấy những cái sỏi luôn. Ba con đi nhờ. Ba con nhỉ? Ba bốn con gì đấy anh em mình. Ba con là mình hai con vàng một con. Đó. Mười vàng một con. Là còn nữa mình ra xiên mình hút khói luôn hay sao cậu ơi? Thì xử để xử luôn nhờ. Một thế. Không để nó. Để mai thì nó để ấy. Để rừng không được. Hư sợ hư. Không được lâu. Có cá nó ăn kìa. Cá à? Mấy con cá nhỏ. Cá nhiều đấy. Trời ơi, ăn mối. Cá ăn mối à? Đúng, con cá nhỏ nhỏ. Thế cái cá này anh em mình làm mồi câu được này. Ừ. Mai câu nhá. Mai câu. Hôm nay thì chắc nó non đi rồi. Cái này bây giờ mình sẽ xiên như này để mình hun khói luôn cả nhà. Để bảo quản được lâu nhá. Anh em mình sẽ hun khói, ăn dần. Những lúc mình không có đồ ăn. Mối nó đi ăn cá rồi, vàng ơi, mời vàng ăn mối nha. Mối nha, nó bám vào cái trại mình. Đợt này đi thì anh em đem theo mấy tay lưới nhỏ này, giờ muôn nó thả nhé. Ừ, thả cầu dàn đá nhá, không trôi đấy. Ui trời, con mối khủng khiếp luôn. Trời ơi, cái con này nó khó chịu, nó nhột, nó không cắn nhưng mà nó nhột. Sâu đấy. Chắc lát anh em mình cũng ra đây tắm cho nó sạch luôn cậu. Sâu không? Ui, sâu thế à? Sâu nhỉ? Sâu. Sâu à? Trơn lắm đấy nhá, cẩn thận nhá. Lạnh không? Mát à? Có dài không cậu? Cắn lắm, dưới này. Cậu bỏ ra ngoài này nè, chứ không tí thì nó cuốn đi đấy. Sao bỏ sát bờ thế hả? Lớn mà. Hy vọng là mai anh em mình có chút chất tanh này. Lạnh à? Đã quá. Cái con mối nhiều quá cậu ơi. Ây da, khủng khiếp. Úi dồi, cả nhà xem này, nó tấn công anh em mình luôn á. Khủng khiếp chưa này. Những con mối này nó đến này. Úi chà, nó bò các cái cả cái bếp luôn. Bây giờ anh em mình đang hun khói và nướng cá mà cũng làm không yên với tụi nó luôn. Cá gì đấy cậu? Hãy đưa vào nấu canh luôn thì cậu ơi, canh đắng. Nấu canh lá đắng. Cá gì đó? Mình gọi là cá gì? Thì cá suối này thì cũng chỉ... thì gọi cá suối thôi, cũng chưa biết, tới chưa nhìn thấy. Cá này ngon lắm này cậu ơi. Ngon lắm. Cá này ăn cả ruột, ăn đắng ngon lắm. Anh em mình đang nấu ăn, ở nhà xem con mối này. Giờ này nó ra này, nó bâu vào người ấy. Mình thì đang nướng mấy con cá, còn Môn thì đang đi xuống bỏ thêm một tay lưới ở dưới đây. Giờ cái con mối này nhiều quá, nó nhiều không có thể quay, không có thể làm được cái gì luôn. Đây này, anh em mình đang nấu cơm mà nó bò xuống này. Nó bay xuống, nó rụng cánh này, nó bò này, kinh không? Úi trời ơi trời. Lần đầu tiên trong rừng đi gặp như này luôn á. Ui. Nó nhột, rất là khó chịu luôn. Muôn thì đang đi lên thêm chỗ trên đây và thăm xem có ếch không. Thì đang ra thăm lại mấy tay lưới. Gỡ được một con đây rồi cả nhà, cá suối. Rất là ngon luôn này.
cá này nhé, cực ngon luôn. Đó, một con nhé, mình sẽ hay rồi một con nữa. Cứ vậy là ở đây anh em mình không sợ đói rồi nha, có cá rồi nha. Rồi một con nữa, rồi đó một con đây nữa này. Ui cá bóng luôn, cá bóng đá luôn. Đó, thêm được hai con bóng suối nha cả nhà, hai con cá bóng suối này. Bỏ đây đã, đó hai con bóng suối với hai con cá trắng này. Con được con gì không? Tớ được một mớ cá đây rồi. Anh em nãy giờ là thực ra là cái mối nhiều quá cả nhà nên không có thể làm đồ ăn được, bây giờ mới làm. Thế để cả con này, để cả con béo nhỉ, con này nó béo cực luôn ấy. Rồi thực ra cá này bây giờ Hiếu mới được ăn lần đầu luôn này. Bỏ cái xương này đi. Ôi trời, cái này tối nay anh em mình ăn một món này thì quá tuyệt vời rồi. Đói quá nhỉ? Đói rồi. Ui. Béo lắm cậu ơi, bây giờ mình không còn bỏ dầu mỡ đâu. Mình xé như này xong là mình bỏ cái xương này đi. Muối mắm ra thôi. Rồi, bỏ muối về, bỏ mắm thôi. Cho vào củ hành, mắm muối vào mình đảo lên là ăn thôi cậu ơi. Cái này anh em mình giờ cũng muộn rồi, không cầu kỳ nữa nhé. Cái nào cái tớ cũng đói rồi. Cho một chút ớt vào này, muối ớt. Đó, không nhiều đâu nhé. Bởi vì tớ cũng không ăn được cay lắm. Ngon lắm đấy. Sẽ đảo lên nó chín thôi. Cái này mình nướng qua rồi, bây giờ mình đảo cho nó thấm gia vị thôi. Thôi chứ mình đảo quá. Cho một tí nước vào các bạn. Thơm lắm. Do mình xé ra nó bị rời cái thịt cá của nó. Cá tuy nó vụn như thế này nhưng mà ăn rất là ngon. Nó thấm gia vị từng miếng một luôn cả nhà. Ngon lắm. Wow. Đấy bắt đầu là nấu canh tiếp nhé mọi người. Nên này. Cả nhà thông cảm nhé. Bây giờ tối quá rồi mà anh em thì vội vàng chưa chuẩn bị được các vào đến nơi tối rồi nên là sẽ nấu ăn qua chứ không quay kỹ được nhé. Mình phi hành lên mình cho nước vào. Nước sôi mình sẽ bỏ cá suối vào nhé cả nhà. Đó. Cá suối vào, sôi mình lại bỏ rau đắng vào. Đấy cả nhà, đó, rau đắng nha, canh rau đắng nha. Cái đĩa quấy ra thành đều được. Nè, muối vào nữa là xong. Canh đã chín nha, bê cơm ra nữa là chiến thôi. Thôi anh em mình ăn cơm thôi. Bây giờ thì cũng thật sự là cũng muốn ăn lâu lắm rồi nhưng mà do cái con mối mà nó làm anh em mình bây giờ mới được ăn đây. Không biết tại sao ở đây là lại có mối nó ra cái chắc là mình này. Nghĩ là hôm nay không khí trời có khi là ấm trời hay sao ấy, động trời hay sao ấy nhỉ, nên nó mới ra đấy. Chắc thế. Ghế đá mà ngồi nhé. Mày ai đấy ngồi. Đây đây, cậu có cái ghế đây này này. Có mà. Đâu. Ôi, ăn cơm với cậu ơi. Rồi, ăn cơm. Cô Hiếu mời tất cả cô chú anh chị cùng các bạn dùng cơm nhá. Nào, ăn đi cậu ơi, làm miếng này. Trời ơi. Rồi, cậu ơi, cảm ơn. Nào. Hiếu thử trước nhá. Thử đi. Hiếu mời cả nhà. Nó dai cậu ơi, dai mà ngon. Giờ này ăn ngon lắm. Tôi chưa ăn cá này bao giờ. Giờ mới ăn rồi. Ngon lắm. Cậu thử đi. Thử ăn một phát. Có ba con cá mà nhiều cả nhà ơi. Ba con mà nhiều thật đấy. Những cá này. Cái da nó ăn rất là ngon cậu ơi. Cái dai lắm. Cá này nó xương cứng. Thịt dai nhỉ. Cá thối cậu ơi. Đấy. Đó, ăn rau này, cá này. Ăn thoải mái nha. Nè, cái mấy con thối này ngon này, to này, đã này. Con thối này nó ngon. Thối cái con này ăn nguyên con. Nó cầm rau ăn đã này. Mình là cứ phải nói là nghiền cái rau đắng này rồi ấy.
Nào, cạn ly cậu ơi. Làm ly rồi đi ngủ nha. Vô. Ấm bụng. Trời ơi. Không no không về ngủ. Bên đây thì bếp lửa hồng. Đêm nay là đảm bảo là không lạnh đâu. À. Ừ. Người ta uống trà không biết là kiểu gì, còn mình uống trà no lắm. Uống no luôn. Uống cái gì nó phải no. Lửa nó cháy rất là đã luôn. Bếp lửa cả nhà. Chỉ có mấy mảnh củi thôi nhưng mà nó nằm cạnh cái gốc này nó cháy. Gốc này chắc anh em mình ở đây đốt được cả tháng đấy cậu. Đi cả ngày về lửa không tắt. Khó lắm. Bây giờ nói chỉ là có một tí thôi mà đâu có ăn quá đâu đúng không? Ừ. Ây dạ. Ôi cả nhà ơi. Ây dạ. Cái lều này thì nó sẽ có hai bên đều có cửa sổ. Đó, mình sẽ kéo xuống có cái lưới như vậy. Cái này con muỗi nhỏ nhất cũng không thể chui vào được. Rất là tiện luôn. Đó. Cái lỗ lưới này nó kín lắm. Bên này cũng có cái cửa sổ đây. Đó. Đâu chứ? Cửa sổ đây chứ, đây. Cửa sổ bên này là cửa sổ theo thiết kế theo kiểu hình nhà. Cái này đêm thì mình kéo ra mình đắp nhé. Rồi anh em Hiếu xin chúc tất cả các chú anh chị các bạn ngủ ngon nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng mai nhé. Tối nay thì không lạnh đâu cậu nhỉ. Cái này nó bao mưa luôn nhé. Ba người thoải mái luôn. Cậu lui sát vào tí nữa để tớ đưa người người yêu vào đây ngủ đấy. Đêm đừng có không phận sự nhá. Để mà dành nhau chắc luôn. Dành nhau à? Dành sao được cậu? Được chứ. Cái lòng nhỏ em không dành được thôi. Không dành được đâu. Tớ không cho nằm ở đây đâu. Giờ này đã gần 3 giờ sáng ấy, cậu Nguồn thì đang ngủ. Hiếu tỉnh dậy lúc hơn 2 giờ. Nãy giờ thì mình cũng đốt lửa lên cho sưởi ấm. Tự nhiên đêm nay lạnh ấy cả nhà. Rồi cái bệnh viêm xoang của Hiếu tái phát. Ở trong rừng mà lạnh ấy, thì những lúc như vậy thì mình hay thường bị hắt xì. Hắt xì và kiểu bị đau mũi ấy. Nên là mình cần hơ lửa như này để mình hoa cái mặt cho nó ấm lại. Để cho cái mũi của mình không bị tắc nghẹt ấy. Thì nó đỡ một chút. Nãy giờ mình cũng dậy không ngủ lại được nữa nên là tranh thủ chỉnh sửa video và ngồi đốt lửa để sưởi cũng chia sẻ với cả nhà trong rừng vào ban đêm thì nó sẽ thường có không khí rất là lạnh nhé, ở trong rừng rất là lạnh, ban đêm thường lạnh, sao thì trên trời thì cũng thưa thôi, không có sao nhiều. Rải rác những ngôi sao nhỏ, bầu trời đen tối. Ở đây chỉ có một ngôi sao duy nhất mình thấy được ở trong màn hình video thôi. Ở ngoài thực tế thì Hiếu nhìn thấy. Chắc là Hiếu sẽ ngồi đây đun nước rồi một lát mình sẽ nấu nước, nấu cơm luôn. Sáng mai lại để cậu Muôn không cần phải dậy sớm. Thường ngày thì Hiếu sẽ làm việc đến lúc 12 giờ, 11, 12 giờ đêm thì Hiếu mới ngủ, còn Muôn thì sẽ ngủ sớm trước. Nhưng mà hôm nay thì mình mệt nên là không có làm được mấy nên là ngủ sớm thì lại tỉnh dậy sớm. Và dậy sớm thì mình thế là làm việc từ lúc sớm luôn. Nên là công việc ngày của hai anh em cứ diễn ra như vậy cả nhà.